biến máy cũ thành điện thoại mới theo Google ứng dụng Files được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ cho những người dùng smartphone có dung lượng bộ nhớ thấp đó là nhóm người thường hay gặp phải tình trạng bị hết dung lượng sử dụng mỗi ngày những người dùng này thường tập trung ở thị trường các nước như Ấn Độ Nigeria và Brazil công dụng của Files là xóa bỏ các tập tin bị trùng lặp trên bộ nhớ điện thoại các tập tin này có thể sinh ra do việc gửi tin nhắn chứa hình ảnh trong hoạt động hàng ngày của người dùng nhờ việc xóa được các tập tin thừa bộ nhớ của chiếc điện thoại sẽ được giảm tải và máy được tân trang lại như mới. Không chỉ vậy, Files còn hỗ trợ việc quản lý và tìm kiếm dữ liệu trên điện thoại. Tất cả những điều này được thực hiện nhờ việc áp dụng công nghệ AI. Hiện tại có khoảng 100 triệu người sử dụng Files mỗi tháng. Cứ mỗi giây, lại có khoảng 8 GB dung lượng chống được tạo ra bởi ứng dụng này.